Đây em phụ chị. Cái này là cái này mực là từ Đà Nẵng đem về, có nhỏ em ở ngoài Nẵng đem về. Ở đây là không sử dụng quá chất nên cái phần mực nó hơi có cái màu đen đen nên quý khách hàng. Mắm thiên nhiên từ cá linh và cá. Em thấy có cá rồi. Cá sặc đúng rồi. Nói chung là chị bán ở đây là chị trông lấy công làm lời thôi chứ không có mà phải mà kinh tế như người ta nhiều. Mua mà tại vì chị bán mỗi ngày mỗi món á, nên em không có đồ mà đồ cũ. Đồ cũ thì chị sẽ không để lại được, đồ cũ là sẽ cho nếu mà dư nhiều á thì mình làm từ thiện. Chào buổi sáng quý vị khán giả, quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ ghé qua quận 3, sẽ hơi lùa lách một tí xíu nhưng mà tôi sẽ tìm cái đường dễ đi nhất để hướng dẫn cho quý vị khán giả. Ta đang ở đường Nguyễn Đình Chiểu, mình sẽ đi lên đường Vườn Chuối trước. Ê anh ơi, ăn gì không anh? What? Ê đây, quán em nhiều món lắm anh ơi. Để em có cà phê đen và cà phê đá. Không cách loại đâu má. Anh nhưng mà lộn, em bán đồ ăn. Đây, đây đây đây, đồ ăn không anh, bánh canh cua nè, hủ tiếu bò viên nè, bì cuốn chay, bún mì xào, bún suông, bún thái hải sản, rồi chân vịt quay tìm, đủ món hết anh. Anh ăn món gì? Dạ. Anh ăn món gì anh nói em nha. Tại vì phải nói trước em mới biết em bán món gì. Dạ rồi. PM Food Travel xin chào quý vị khán giả Gia Phú và Mèo, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Thì nãy giờ trên tay Phú đang rất là nhiều món luôn. Đó, thì cái món mà chúng ta ngày hôm nay ăn chính là cái món bún mắm ở địa chỉ là số 97 cư xá Đô Thành. Ê, đường số 4 cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3. Quán ở đây thì đây là một cái quán mới ở trong hẻm để chia sẻ cho quý vị khán giả. Mỗi ngày chị sẽ bán một món chứ không phải là 7 ngày 7 món. Thì chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu lý do tại sao ha. Mời quý vị khán giả. Đây là chị Dương, kính thưa quý vị khán giả, chị chủ quán ngày hôm nay sẽ xuất hiện trên kênh chúng ta. Em chào chị Dương. Chào em. Ủa mà nãy chị nói là ở đây mọi người kêu chị. Ở đây mọi người kêu chị tên là Cúc, tại vì tên Dương là tên trong giấy thôi, còn nào giờ là nhà kêu chị là tên Cúc. Dạ thôi, lễ quý quán chị Cúc đi. Cúc mà. Chị Cúc thì người ta sẽ biết nhiều hơn. Dạ, cho em hỏi thăm tí xíu là mấy giờ lại bắt đầu chị bán? Chị bán từ 6 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều. Sao sáng 3 giờ chiều, có ngày nghỉ không? Chị nghỉ thứ bảy chủ nhật. Tại thứ bảy chủ nhật là chị phải còn lo cho con cái chị nó đi học á. Dạ. Nên ở nhà dọn dẹp, chị bán trong tuần từ thứ hai cho tới thứ năm thôi. Ủa, vậy là thứ sáu không bán luôn? Thứ hai cho tới thứ sáu. Dạ. Thứ hai cho tới thứ sáu, quên, sorry. Rồi gần Tết rồi nè, chị bán tới ngày mấy chị nghỉ? Gần Tết chị bán tới giống như công nhân nghỉ tới đây. Ở đây chị bán như thường thường bán như văn phòng nhiều, văn phòng làm hết ngày 28. Thì chị bán hết ngày 28. Mùng 10 chị mới khai trương lại. Tại vì ở đây văn phòng mùng 10 ngày thứ hai á. Nên mùng 10 chị sẽ bán lại. Rồi bây giờ mình vô cái câu hỏi chính. Đây, em thắc mắc là ở đây chị có rất là cái nhiều bản này, mấy chục bản này luôn. Đúng rồi.
chị có mấy chục bản, tại mấy vì món luôn. Tại vì người giống như là chị lấy cái nhu cầu khách số đông, thay thường thường thì từ khoảng ngoài 5 phần 10 phần trở lên người ta yêu cầu món đó thì ngày đó là chị sẽ bán món đó. Còn nếu mà khách không có yêu cầu thì ngày nào mà có thực phẩm tươi á, thực phẩm tươi sống á, thì chị bán theo đó, chứ chị không có bán theo mà cái lịch trình là thứ hai phải bán cái món này, thứ ba phải bán món kia. Chị thì theo thức ăn của ngày đó là tươi hay không tươi nên chị mới bán. Còn nếu mà chị bán theo lịch của người thích, của người ta thích, ví dụ 50 phần trở lên người ta thích, ủa hôm nay người ta thích ăn bún mắm thì chị sẽ bán bún mắm, thì người ta thích ăn mò kho thì chị sẽ mò kho, vân vân và vân vân vậy đó, chứ chị không có nhất định. Tự họ buổi tối trước hôm đó sẽ đúng rồi, tại vì khách chị ăn từ nào giờ là khách chị văn phòng. Ví dụ như hôm nay chị ơi, hôm nay em thèm món bún mắm quá, chị có thể phục vụ cho tụi em bún mắm. Thì chị thấy khoảng 5-10 khách trở lên thì chị mới bán món đó. Còn nếu mà không thì chị bán theo thức ăn của mỗi ngày, là từ chợ tươi thì chị bán thôi. Hay quá quý vị khán giả. Vậy quý vị khán giả cứ ở gần khu vực này add cái số Zalo này, còn không là trước khi đi mình gọi xem Số Zalo hôm nay bán món gì. Tại vì 6 giờ sáng là chị sẽ đăng lên là bán món gì, 6 giờ sáng là chị tự đăng rồi. Đó là ở gần khu vực hả? Rồi. Không có lấy đủ thứ, bà ngoại không có ai cứng, bà ngoại ăn không được. Bà ngoại ăn mấy cái thứ mềm mềm. Ăn sao là chiều đó đó. Ăn sao là mực chiều đó. Ở đây là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Ai tới đây là không bao giờ mà dừng ở quán này được. Cái quán này dễ nhỏ mà dễ thương lắm. Nhà chị bán trong đây là bao nhiêu năm rồi? Chị bán mới có 3 năm, tháng 3 này mới là 3 năm em. Chứ bây giờ mới có là tháng 3 này, qua Tết, qua năm 2025 mới là 3 năm. Nè ngoại ăn đi ngoại ơi, phục vụ tận nơi. Buổi sáng là chị mua từ người ta giao tới, chứ chị không để qua xử lý đông lạnh. Nên mỗi buổi sáng là chị bán hàng tôm. Hàng tôm gì chị ha? Tôm này là tôm, gọi là tôm thẻ. Tôm thẻ. Size này size chắc size này size là 3 không? Không, size này size 32 kg một 32 con 1 kg. 32 con. Tại chị bán size này bán size trung bình thôi, chứ không có bán size đại. Bán size đại thì không có lời. Size đại là 28 mà đúng không? Size đại là 25 con, 22 con 1 kg thôi. Size đại. Còn này theo quay này là mỗi buổi sáng là chị đi mua xong rồi gửi cho lò quay. Gửi cho lò quay rồi xong khoảng 6 giờ thì lò mới giao cho mình, chứ không có giao sớm được. Nên khách mà ăn sớm 5 giờ mấy là không có heo quay. Bắt đầu khoảng 6 giờ, 6 giờ rưỡi thì mới có heo quay. Là cái heo này chị heo này mua, là chị heo, mua về. Heo về chị rồi xong hả? Chị ướp, chị gửi qua lò cho lò nó quay. Chứ chị không có mà mua ngoài chợ. Chị cầm lên cho em coi. Chị không có mua ngoài chợ, là tại vì nên da nó bây giờ mới quay nên da còn giòn. Thì khoảng 7 giờ thì khách nào ăn 7 giờ thì mới có heo quay. Còn từ 5 giờ mấy 6 giờ thì chưa có heo quay. Như chị lấy thịt nạc không ha? Không, chị lấy dừa nạc, dừa ba rọi nè. Dừa nạc, dừa ba rọi. Tại vì có nhu cầu khách là vừa ăn nạc, vừa ăn ba rọi, chứ nên chị theo khách luôn. Có cái lò dụ quay giùm nữa hả? Cái lò quay tại vì mình mua mối của cái thịt heo đó em. Rồi mỗi buổi sáng mình nhờ người ta quay giùm. Nhờ người ta quay giùm rồi người ta tính tiền phí. Có khi là mình mua cho người ta nhiều quá thì người ta sẽ quay giùm mình, người ta không tính phí. Cái miếng này giống miếng xa xíu á. Miếng gì cầm. Miếng ngon ha. Đây, chả đây, cá. Đây, chả cá dồn ớt đây. Cái này có trứng cút không chị? Cái này không có trứng cút mà cái này có ổ qua thôi, ổ qua dồn. Ổ qua dồn nhưng mà có khi là cũng có dồn vô trứng cút nữa, do ăn thua mà nhiều khi khách đòi yêu cầu á. Yêu cầu là dồn trứng cút, nhưng mà tại vì trứng cút dồn là chị bán cho bánh canh cua, thường thường chị bán bánh canh cua nên khách ngán rồi, nên hôm nay chị sẽ bún mắm, chị dồn ổ qua với cá. Là cùng một loại chả cá. Cùng một loại chả cá thôi. Ai thích ăn ớt hay ai thích ổ qua ăn thì ớt thì ăn, ăn ổ qua thì ăn. Nhiều khi em bé không có thích ăn cay, không ăn đắng được thì sẽ có chả cá không. Này chị làm hay là chị? Cái này là chị làm. Làm luôn. Chị làm luôn, nhưng mà cái này là chị làm buổi tối trước. Sáng chị mới chiên, chứ không thể nào một buổi sáng mà làm được cho hết cho những cái thứ này. Nên buổi tối chị dồn, chị có để ngăn đông, sáng chị mới chiên. Chị xài cá gì? Này chị xài chả cá thu nha, chứ không phải cá thác lát. Cá thu. Này chị xài chả cá thu chứ không phải cá thác lát. Này nó cá thác lát này nó sẽ dai hơn. Nhưng mà tại vì này làm chả cá thu, cá làm cá thác lát thì ngon thì ngon thiệt, nhưng mà không đôi khi giống như là nó không có đủ cho mình lời. Nhưng mà nhu cầu người ta vẫn ăn. Không, mà em thấy cũng nhiều người làm bún mắm thì chả cá thu.
tụi em ăn thì sẽ biết được cái chất lượng của ở đây. Đây em phụ chị. Cái này mực là từ Đà Nẵng đem về, có nhỏ em ở ngoài Nẵng đem về. Ở đây là không sử dụng quá chất nên cái phần mực nó hơi có cái màu đen đen nên quý khách hàng. Em thấy chị bán luôn là mực tươi Đà Nẵng thiên nhiên là cái này. Đúng rồi, mực tươi Đà Nẵng thiên nhiên là tụi chị bao nhập. Ngon nhé. Bao ngon, ăn là ăn thử sẽ biết ở đây có bán mực tươi không nữa. Đó, nó có dính mực nè đó. Nào có nó dính mực hàng tươi á. Hàng tươi nên nó có dính mực, chị là hàng mà qua xử lý thì chị không bán. Dạ. Này gọi chị... là mực gì ngoài Đà Nẵng? Này mực, cái mực ống, có cái mực ống, có cái mực nang. Có như ngày nào mà có mực nào là chị bán mực đó thôi. Cái này cá lóc. Cá lóc này thì mình chỉ lấy ngoài chợ thôi, mình chỉ biết là nó cá nó còn bơi bơi thôi. Còn cái độ mà nhập ở đâu thì mình không biết. Mình chỉ lấy ngoài chợ là cái cô bán cá là mỗi ngày của giao cho mình bán từ nào giờ, với lại từ lúc mà ăn cho tới khi mà bán thì cũng lấy của cổ thôi. Mà lấy con còn đang lấy bơi. Con còn đang bơi bơi. Mà chỉ làm giùm với mình em về mình. Cá phi lê. Cái này cá còn nếu mà cá chết thì không bao giờ cô đó bán, tại vì nào giờ mình ăn từ hồi lúc mà thời của mẹ cho tới thời của mình nên là đồ tươi không à. Cái cá của chị nó ướt ướt ha, nó không có để kiểu miếng vàng. Tại vì chị khô. Tất cả đồ của chị là em thấy không bao giờ màu đẹp là tại vì chị không xử lý qua một phần quá chất nào hết. Nên hàng của chị lúc nào của em thấy là không có bắt mắt như của người ta thiệt, nhưng mà em ăn vô thì em sẽ ngon lắm. Như ăn vô giống như em ăn về là em không có bị cái bột ngọt mà làm cho mình khát nước. Nên ăn lúc nào em cũng ăn là ăn ở đây là chị nói em là thiệt làm để cho mọi người tự đánh giá, chứ chị không dám mà để chị tự vỗ ngực chị cho chị luộc gừng hả? Chị luộc chứ gừng. Tại vì chị luộc với gừng với xả cho con cá nó thơm. Con cá nó thơm, chị xử lý ăn ở đây là không có bị tâm nữa. Chị là tất cả cái gì chị cũng xử lý qua xả với lại gừng hết đó, nên cái không có mùi tanh. Mà chị là gốc Sài Gòn luôn hay sao? Chị gốc Sài Gòn. Chị gốc Sài Gòn nhưng mà dân giống như là quê chồng thì ở dân Đà Nẵng vậy đó, nên nhập mực Đà Nẵng vậy. Chị nấu quá trời món luôn. Thì chị có học nấu ăn hay không? Chị không có học nấu ăn, giống như là bẩm sinh thích. Tại vì đâu có biết làm nghề gì đâu, không có học cao như người ta, nên về chị có sở trường là nấu ăn. Qua coi là nước lèo thôi. Tôi đặc biệt là cái tô màu xám xám vậy. Tôi đặc biệt 70.000 của ông là tại vì khách này là khách VIP nên ăn cho là ổng ăn cho tới chiều ổng không ăn nữa luôn á. Nên ổng ăn tô 70 không à. Ổng ăn hoài à. Ăn trừ cơm bữa luôn ha. Tô 70 á. Đây, 70.000. Tớp mỡ, nước lèo. Mọi người ăn ở đây là an toàn về thực phẩm. Mua mà tại vì chị bán mỗi ngày mỗi món á, nên em không có đồ mà đồ cũ. Đồ cũ thì chị sẽ không để lại được, đồ cũ là sẽ cho nếu mà dư nhiều á thì mình làm từ thiện. Đây lèo. Là nồi nước lèo của mắm. Chà, mắm là thì hôm, ở đây là dòm nấu là dòm có hai loại mắm, mắm cá sặc và mắm cá linh. Là phải buổi chiều là mình phải ninh về từ xương ra nữa. Cái này là mắm hay là gì? Cái này là giống như da của heo quay á. Da của heo quay nó bỏ, chị bỏ vô cho nó có một miếng heo, một hai miếng heo quay vô cho nó béo. Cho nó béo cho nó thơm, nó ngậy mùi lên á. Rồi ở đây là riêng đặc biệt là mắm này là chị không dùng hương, chị có dùng mắm thiên nhiên thôi. Mắm thiên nhiên từ cá linh và cá. Em thấy có cá rồi. Cá sặc đúng rồi. Chị bỏ cá với một hai miếng tôm vô cho nước lèo nó ngọt nó thơm á. Đó. Chị bỏ vô cho nước lèo nó ngọt nó thơm. Bỏ cái thịt cá vô. Bỏ thêm một hai miếng vô nước lèo, tại vì mình ít sử dụng đường á, mình sử dụng ngon từ thịt ngọt từ xương nên mình phải bỏ vô. Nói chung là chị bán ở đây là chị trong lấy công làm lời thôi, chứ không có mà phải mà kinh tế như người ta nhiều. Yeah. Em thấy còn mấy cái cục cái lời củ riền hả chị? Củ gừng. Củ gừng với củ sả đó. Củ sả còn cho cái, nó bán cái mùi mắm. Cái ngải là mình đã nấu trước đó. Cái ngải là em nấu thường em để trên em đi, em nấu bún nước lèo. Thường theo như chị, còn mỗi người nấu là mỗi người mỗi cách mỗi khác. Còn theo như chị là bún mắm thì chị chỉ nấu sả với gừng thôi. Sả, gừng. Còn bún nước lèo thì chị nấu củ ngải bún. Ngải bún với lại là sả. Giờ nói chung là mỗi người mà một cái sở thích nấu của người ta, chứ mình không có phải là như... Còn ở đây là tép mỡ là heo quay, lấy heo quay của bán bún thịt mắm á. Cái bún mắm á, cái bắt đầu cái chị mới rang lên với tỏi. Chị rang lên với tỏi, giống như là bún mắm thì có người thích ăn tép mỡ, có người không thích.
nên trước khi ăn là mình phải hỏi khách là có nên bỏ tích mỡ không. Dạ, giống như nãy mà... cô nãy lớn tuổi không có cho tích mỡ. Dạ, đúng rồi, thường thường bây giờ là tích mỡ là người lớn tuổi ít ăn lắm, chỉ có nhóm như tuổi teen nó mới thích ăn tích mỡ. Dạ. Nên cái này là chị làm thêm, chứ thường thường bún mắm thì ít có tích mỡ lắm. Rồi, chị Cúc làm cho em hai tô nha. Hai tô. Tô giá nhiêu tô vậy? Tô 50 và tô 60. Ok. Đó là cái giá chuẩn của quán. Tô 50 thì chị để đồ ăn thôi, đừng đổ nước lèo vô giùm em. Tô 60 là tô em ăn. Ok. Tô 50. Dạ, bún cũng nhiều nha. Bớt bún không? Thôi được rồi. Tại thường thường. Tô này tôi đang làm tô 50 trước. Tô 50. Lấy thêm tô cho anh Nghĩa, lấy thêm bịch đe đem đi. Một tô một bịch đem đi hả? Tô thường có hai cái chả cá ha. Tô thường thường có hai cái chả cá. Đừng cho thêm chị em nha. Không có cho thêm đâu, chị bán mai mốt cho thêm rồi. Lại khách kêu cứ kêu sao review như vậy rồi, mà như vậy nè. Đó, tô 50. Tô 50 để chị bỏ miếng tấp mỡ vô. Chứ em review mà lên vậy là lát nữa khách lại rồi ngon hơn. Nãy giờ cũng lên thành rồi. Đó, rồi, làm tô 60 luôn. Đây, tô 60. Tô 60 là thường là thêm cái gì nhiều hay theo ý chị là thêm gì? Thường thường chị nếu mà 60 thì chị cho mực với tôm mà thêm mà em. À. Tại vì mấy cái này là từ người ta thích ăn hải sản nhiều hơn nên chị cho mực với tôm là 60. À, đúng ý đó, em ơi. Như vậy đó. Còn không thì cứ nói với chị lấy cái nào nhiều thì đổi lại đúng không? Đúng rồi. Khi nào mà khách gần yêu cầu cái món gì nhiều thì chị sẽ đổi. À. Là chị đăng sao là chị bán vậy chứ không phải là chị đăng nhiều chị bán ít. Thêm một bịch với lại một tô ăn đây hả? Rồi. Giờ biết rồi. Ai bán hả? Này đem ra tô 60 bưng ra giùm chị hoài em yên. Trụng rau giùm em luôn nha. Trụng rau rau trụng. Rồi, trước khi ăn thì chúng ta sẽ làm một chén nước mắm. Dạ, này múc hơi mệt nha. Chế vô cho nó lại. Chế nhanh rồi. Đó. Nước mắm rồi ớt. Ở đây có chị có làm một cái sả ngâm. Bỏ cho nó thơm. Rồi, Gia Phú xin mời quý vị khán giả, quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô bún mắm của chị Cúc. Khách thích ăn món gì bán món đó, có đồ từ thì chị Cúc bán với riêng bún mắm thì cái giá trung bình là sẽ 50.000 một tô đó. Tô này 50.000, có cá, có heo quay, có tôm, có mực. Đó, mực tươi là chị có bán luôn, mực tươi Đà Nẵng đó. Tô 50 nhìn cũng đầy đặn quá, nhìn hấp dẫn mà. À, đây là tô 60. Đó, mấy món kia chị bán mỗi ngày là khoảng như là tầm 35-40 á, tùy vào món nữa. Đó. Tô 60 nhiều à, 4 miếng mực, 2 con tôm. Rồi, nước lèo thôi. Thơm, mùi dịu ghê. Cái vị bún mắm của chị á, ăn nó cảm giác nó ngọt, thanh, nó rất là điều vị. Và khi nếm vô nó cũng có cái điểm nhấn của những gừng này nọ, quý vị khán giả. Ăn tôi thấy là không có nói tới mùi nồng nha, cái mùi mắm nồng ở đây thì nó sẽ không, nó thơm thanh thoảng, nó không có bị nồng mùi. Nhưng mà cái nước nghèo này ngon. Nó sẽ có một chút, nó nghiêng nghiêng kiểu dạng, tại do có ngò gai á, cảm giác nó sẽ giống nghiêng nghiêng một tí xíu canh chua á. À, nhưng mà nó không có vị đó nha. Và bún thấm nước lèo làm ơn thu bỏ rau luôn, có rau muống, rau đắng, kèo nèo, bông súng, giá tươi xanh. Phú thì không có đạo bún mắm nhưng mà Phú ăn á, thì trước giờ á, thì Phú thấy là cái tô bún mắm này nó hợp vị Phú nhất. Ăn nó có mùi thơm và cái vị nó rất là dễ ăn. À, và cái vị nước ở đây nó cũng sẽ không có một nó không có cái vị nhẫn ăn đắng nhẹ đâu nha.
Đây miếng cá gấp lên nó được nguyên miếng luôn ha quý vị khán giả. Vừa khử được cái vị, thường ăn cá lóc mà uống mắm á nó sẽ có cái vị của cá còn, nhưng mà ở đây chị khử nó không còn cái mùi đó. Cá ngon quá. Đây heo quay tính ra lâu rồi mình không quay món bún mắm á. Ra Phú hỏi lịch chị thì chị biết bún mắm thì cũng đang nắng đo, hơi lâu rồi không quay quay bún mắm chia sẻ cho quý vị khán giả luôn. Hay có nhiều cô chú cũng thích ăn bún mắm. Miếng heo quay thịt nó dẻo, miếng này béo quá, nó mỡ. Bún mắm thì chị có nước mắm với ấy thôi. Xịt ớt thôi, không có chè tương ớt ở đây ha. Bún mắm ăn gì hả? Mắm mè hả? Không, tùy chỗ, đa phần ăn mắm mặn thôi. Hiếm lắm có chỗ thì mới làm mắm me, cái kiểu mắm me để chấm. Phú bỏ ít thôi nha. Con lấy Phú định không bỏ. Là bữa nay cái lưỡi hôm qua ăn bị cắn trúng. Có lưỡi vô nó rát quá. Con lộn có ớt vô nó rát quá. Mà thôi, mình phải bỏ ớt vô cho cái tô hấp dẫn chứ. Đó. Đây. Món này còn vị cay nha. Có người nấu thì rụt á. Nó ra cái chất cay rồi. Món này cay cay thôi thè. Mẹ chị nói ở ngoài mặt của em đẹp không trong vậy. Đúng không? Trong thì giống như mày. Em mực. Cái mực này của chị á, ăn á, nó cái độ giòn á, nó sẽ không có nhiều, nhưng mà nó tươi và nó vẫn có độ giòn mà nó mềm đó, nên nó là dễ nhai. Thường Phú ăn cái này Phú thích nó giòn giòn hơn một tí nữa, nhưng mà đây cũng có độ giòn, nhưng mà về được rồi. Đây nói chung là quán của chị cũng sao ta, nó cũng hay mà nó cũng hơi khó cho quý vị khán giả ha. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta có thể đảm bảo, đó là chị lấy đồ tươi chị mới bán, ăn mỗi một món thì đều có cái đồ tươi sáng bán trong trong ngày để mà chị lựa. Quan trọng là bây giờ bún mắm nè, không biết là ngày nào mình quay bún mắm, nhưng mà quý vị khán giả câu bún mắm thèm bún mắm mà giờ muốn tới thử, không biết ngày nào chị bán. Nhiều người gọi hỏi nếu mà nhiều người gọi hỏi thì chắc chị làm. Cái nước lèo bún mắm này có thể húp hết nước luôn quý vị khán giả. Rồi như mình ăn hết đồ rồi. Rồi quốc luôn cái này luôn đi. Đây Sampenu. Nhưng mà chị cho em hỏi thắc mắc tí xíu, là cái món bún mắm này á, là thường chị có bán thường không? Không, bán bún mắm thì thường 2 tuần chị mới bán một lần, tại vì đồ hải sản nó mắc á. Chị bán chị cũng không có lời nhiều, giống như là bán do giống như là kèm theo cho có bán món cho nó khách nó thích. Chứ hải sản nhiều mà mình bán 50.000 mà chị đáng với đồ tươi thì nó không sẽ không có lời. Nên thường thường giống như là mình muốn lấy lòng khách cho 2 tuần 3 tuần chị mới kèm thêm một món bún mắm. Chị có mực lúc nào cũng có? Mực thì chị lúc nào cũng có, tại vì mực thì nhà chị ở ngoài biển nó đem về nên mực chị lúc nào cũng có. Đây có chị bán hủ tiếu mực luôn nè quý vị. Món hủ tiếu mực của chị nói chung là chủ đạo là hủ tiếu mực, là ở đây là bán nhiều hơn. Dạ. Hủ với lại bánh canh cua. Dạ. Không mà nếu được á, chị
sao ta, cũng khó ha, chị đi chợ buổi sáng thấy đồ tươi mới mua. Không, em cái muốn chị nào... lên lịch trước buổi chiều tối. Không, chiều tối là chị lên lịch mà, tối nào chị bán thì giống như là ngày mai chị nói là ngày tối là chị đang trước, là hôm sáng ngày mai là bán bánh canh cua. Thì tối là chị đăng, sáng chị đăng lại lần nữa. Dạ. Chứ không phải là sáng sớm chị mới đăng. Dạ. Tuy nhiên là tối là 6 giờ, tối trước khi đi ngủ là chị đăng, là ngày mai là có món bánh canh cua nha mọi người. Rồi đó là chị đăng vòng ấy, thì 6 giờ là mình đăng lên lúc nữa cho đừng có trôi bài cho khách biết là mình vẫn còn bán món đó. Dạ, rồi, quý vị khán giả ơi, vậy là chiều tối quý vị khán giả mà xác định cái ngày hôm sau mình có thể mình đi đến đây ghé để thưởng thức đó, mình gọi trước ghé chị. Mỗi ngày chị đều lựa đồ tươi, thì Phú nghĩ là với cái hương vị các món lại của chị nấu cũng là sẽ ok, mà Phú sẽ chắc là sẽ ghé qua đây nhiều lần nữa để quay những cái món khác của chị Cúc bán gửi đến cho quý vị khán giả. Em cảm ơn chị Cúc ngày hôm nay đã hỗ trợ tụi em nha. Chị chúc chị sẽ có thêm những thực khách mới đến ủng hộ quán mình. Dạ. Cảm ơn. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn. Mỗi ngày một món. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những video hấp dẫn kế tiếp. Cảm ơn. Bye bye.